Trong những năm trở lại đây, Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin. Theo báo cáo chỉ số phát triển chính phủ điện tử năm 2016 của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam xếp thứ 89 trên 193 nước trên toàn thế giới, tăng 10 bậc so với năm 2014. Kết quả này ghi nhận công nghệ thông tin nước ta đang phát triển nhanh. Chính vì vậy, các mô hình thương mại điện tử đang trở nên ngày càng phổ biến. Đây trở thành một trong những thị trường đang nhận được sự quan tâm và đầu tư đến từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Theo sách trắng thương mại điện tử Việt Nam 2018, doanh thu thương mại điện tử Việt Nam đến hết năm 2017 đạt 6,2 tỷ USD. Doanh thu này tăng 24% so với năm trước đó và chiếm 3,6% tổng mức bán lẻ hàng hóa cùng doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Cụ thể, Việt Nam ước tính đã có 33,6 triệu người tham gia mua hàng qua mạng. Tính trung bình mỗi ngày, người Việt chia ra 186 USD để mua sắm online, tương đương khoảng 4,3 triệu đồng. Một nhận định khác của Nielsen Việt Nam, với sự tăng trưởng lên tới 22% một năm, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam có thể đạt mức 10 tỷ USD đến cuối năm 2020. Nắm bắt được thị trường tiềm năng, BBI Việt Nam ra đời với mục tiêu trở thành doanh nghiệp tiên phong trong các chiến lược quy mô phát triển thị trường, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng. Trong bối cảnh thị trường kinh tế hiện nay, khi mà các hình thức tiêu dùng đem lại lợi ích cho khách hàng đang ngày càng được đón nhận một cách sâu rộng hơn, tiêu dùng giờ đây không chỉ đơn thuần là nhận về sản phẩm, mà còn nhận về cả giá trị thặng dư và tích lũy, thì BBI Việt Nam được thành lập với 3 mục đích chính hướng đến lợi ích của người tiêu dùng. Với sản phẩm đầu tiên là ứng dụng mua sắm BBI Mall. BBI Mall là ứng dụng mua sắm kết nối người bán và người mua. Cách sử dụng ứng dụng BBI Mall vô cùng đơn giản. Đó chính là sau khi đăng ký tài khoản thành công, người dùng có thể lựa chọn sản phẩm muốn mua và đưa vào giỏ hàng. Sau đó BBI Mall sẽ kết nối người dùng và nhà cung cấp sản phẩm. Khi thỏa thuận giữa hai bên thành công, sản phẩm sẽ đến tay người dùng theo hình thức hai bên đã thống nhất trước đó. Điểm khác biệt giữa BBI Mall đó chính là cơ chế cashback và tích điểm hoàn toàn mới ở thị trường Việt Nam. Sau khi đăng ký tài khoản thành công và phát sinh giao dịch, người dùng sẽ nhận được khoản tích điểm tương ứng với mọi sản phẩm vào ví tích điểm. Mỗi ngày 0,05% giá trị ví tích điểm sẽ được chuyển vào ví chuyển đổi. Khi ví chuyển đổi đạt hạn mức là 500.000 đồng, người dùng có thể nhận khoản cashback này về tài khoản ngân hàng hoặc tiếp tục mua sắm trên ứng dụng BBI Mall. Người dùng mua sắm càng nhiều, cashback nhận được càng lớn, với nhiều lợi ích và ưu đãi dành cho khách hàng. BBI Mall giúp doanh nghiệp của bạn giải quyết 3 vấn đề lớn: quảng bá sản phẩm, thúc đẩy doanh số bán hàng, xây dựng thương hiệu. Tại BBI Mall, doanh nghiệp sẽ được mở gian hàng một và rất đơn giản, tiếp cận lượng khách hàng cực lớn của BBI Mall, tương tác giữa khách hàng với người bán nhờ tính năng chat trực tiếp hay bình luận, chính sách bảo mật thông tin khách hàng rất tốt, các chương trình trợ giá, khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng. Mô hình của BBI chính là cơ hội lập nghiệp cho tất cả mọi người thông qua việc chia sẻ và cùng tiêu dùng trên BBI Mall. Tính đến tháng 9 năm 2018, BBI Việt Nam đã liên kết với hơn 2.500 doanh nghiệp, nhà cung cấp, đang bán hơn 400.000 sản phẩm trên ứng dụng BBI Mall. Có hơn 400.000 thành viên tại app và đăng ký tài khoản. Cùng với đó là những tiện ích mua sắm đi kèm sắp có mặt trong tương lai, cho phép người dùng có thể sử dụng trực tiếp BBI Point để thanh toán như BBI Mark. Tính năng mã QR chuyển đổi của BBI Mall cho phép chuyển điểm quy đổi hàng hóa trong nội bộ hệ sinh thái các chuỗi cửa hàng trực thuộc công ty BBI Việt Nam. Mã QR chuyển đổi mới của BBI Mall với những tính năng cực hấp dẫn cho phép chuyển điểm nhanh chóng, hoàn toàn không mất phí, an tâm chuyển đổi, không lo gian lận trộm cắp, thuận tiện thực hiện mọi lúc mọi nơi. BBI Mall mở ra một kỷ nguyên mua sắm hoàn toàn mới cho người tiêu dùng, không chỉ dừng lại tại lãnh thổ Việt Nam. BBI Việt Nam kỳ vọng sẽ vươn tới những thị trường lớn như Đông Nam Á, Châu Á và toàn thế giới. Ngoài ra, trong tương lai, BBI sẽ phát triển hệ thống tiện ích như siêu thị, nhà hàng, khách sạn, nhằm mục đích đem lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng. Với sứ mệnh kết nối các nhà cung cấp với khách hàng với các chiến lược quy mô nhằm phát triển thị trường, BBI Việt Nam hứa hẹn tạo ra giá trị tích lũy cho khách hàng và các đơn vị doanh nghiệp, qua đó góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước, hướng đến ý nghĩa hoàn thiện cộng đồng, nâng cao cũng như hoàn thiện cuộc sống của người Việt. BBI tạo ra giải pháp kinh doanh tối ưu cho doanh nghiệp với các giá trị không những không mất đi mà còn sinh ra và hoàn thiện hơn.
Vì BBI Việt Nam luôn thấu hiểu tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế đất nước và bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử. BBI, Be Best Innovation. BBI, Be Best Internet.